Trời ơi, bây giờ tụi mình đang bị cái là gì? Bị đau chân. Không, tụi mình nghỉ học sớm quá ba. Không có thẻ học sinh. Nên vì thế thì tôi không có mua vé được. Vé rẻ. Chị đất ơi. Bên bên là như bên ngân. Bên mình là như ngân. Chị đất ơi, chị ơi. Chị đất ơi. Chị ổn không? Chị ổn không? Chị ổn không? Coi coi, 1, 2, 3, coi. Ta đã tốn hết 2.050.000 mới dành cho gia đình của mình thôi các bạn à. Đây, con nít, đưa tay vô. Đây là idol nổi tiếng mình được đi ké. Rồi nhà mình đi hướng này nè. Cái gọi là lướt sóng, lướt trên mặt nước ta như con sóng. Trời ơi trời ơi. Bây giờ mình đi thay đồ quá đã. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua nó kìa. Kỳ vậy. Nó kìa. Nó là cái bãi biển Đồng Nai đó các bạn. To lắm, to lắm. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi xuống dưới. Mình như xuống dưới là mỗi người phải có một cái áo phao. Bây giờ tụi tôi sẽ chạy lên cái chỗ xa nhất ở ngoài kia các bạn, là nó sẽ đánh vô trong ca người vẻ đẹp của biển cả và những bên nên nó bị bay có cái chồng này rồi còn có một bên chồng. Sao một trận sóng thần này hậu quả nó xảy ra. Sóng nó mạnh. Vì mày uống nó đánh tôi cho cái mắt kính luôn. Không kéo quần đứa nào. Coi các bạn ơi, bây giờ tụi mình đi đâu? Đi cầu chuột các bạn ơi, lên. Từng người một ơi. Tôi đang khoát một cây. Nó nặng nhưng mà nó cao mà nó ủa trời ơi luôn. Nghe nhớ giữ thân bằng cái thao vậy. Tại sao vậy? Uống nước nhiều quá mệt quá. Uống nước nhiều quá no à. Không muốn uống nữa hả? Đúng rồi. Ok. Quá kinh nè. Ôi tụi nó đi vô rồi. Được rồi, tới tụi tôi thôi. Hello. Ây da. Ây da. Ây. Tụt ngược hả? Tao quay lưng luôn. Nhưng mày thấy sao? Đã nhưng mà sợ. Sao sợ? Sợ uống nước. Ok, bây giờ tiếp theo đến lượt tụi tôi sẽ chơi một cái gọi là 6 cái vòng luôn. Lên. Leo đi. Thầy đặng mày mập quá, chưa cho mày leo lên nó mệt. Trời ơi, cái thằng quỷ mập. Gãi. Không bị la nè. Không bị con. Thành công rồi. Chóng mặt ơi. Vui mà mệt quá. Mini. Các bạn ơi, tụi nó kìa. Ôi. Ồ. Ồ, nó lọt hố rồi. Vòng quay
tử thần xin được phép bắt đầu. Chỉnh lại cái hang. Đi rồi. Đừng có nhìn. Này rồi, công chúa. À, đã quá. Buồn đâu ra. Chú hồi lắc tư hương. Quá giật bị. Giờ em sao? Giờ em sao? Giờ mày sao? Giờ em muốn sao? Giờ mày muốn sao? Nè, lật thuyền nè, lật thuyền nè. Không biết có coi vlog này không ta, có coi vlog nhớ điểm danh ở dưới phần bình luận nha. Đúng không? Đúng rồi. Chị quay cho mày lại lên em. Quay quay đi ra. Quay lại đi lại. Cái gì vậy? Mà phải lạ chứ không rồi là tự mới bị quay. Gì vậy? Thầy da. Tao đưa cho anh mượn coi. Trời ơi. Tưởng cái gì xong mà én ngờ. Mấy con nạn, tụi bay gài bẫy đâu hả? Anh là cảm động, bạn chiếc báo. Đúng rồi. Tiếp theo là màu tím. Vô đi. Mày béo. Mày béo. Mày ép à. Mấy cái đồ ép à.
mày ép à, ép à. Mày xì ghê á. Mày xì ghê. Mày xì ghê. Cảm ơn quay lại sinh. Bắt đầu rồi nè mấy bạn ơi. Đây giờ thì mọi người chuẩn bị chơi rồi, mình đứng quay tại vì mình hơi yếu tim nên mình không dám chơi cái này. Nói chung là mình nhùn, mình sợ thiệt. Đó, bây giờ có phao nè mọi người. Đây, chuẩn bị chơi thôi. Chơi. Không phải của mình. Thi Ha đó lên chung với Tàu Hữu, với ai đó thì mình nhìn không rõ. Đây, xác rơi xuống từ cái lỗ này. Giờ trượt xong cái ống này xong rồi không không thấy sợ nên là trượt tiếp cái ống màu vàng bên đây nè bạn, mấy cái ống vàng cam này nè. Mấy bạn nhìn thấy đáng sợ không? Chứ tôi là tôi thấy sợ luôn đó. Đó đó đang đi lên đó mọi người. Đó, các bạn nghe tiếng la tức thành không? Rất luôn. Nhau thấy thế nào? À, có nào khó hơn nữa không? Ba này. Ờ, ba này dễ. Có gì đâu phải làm khó được tụi mình. Không có gì khó hết. Không có gì khó mà sao nó mờ vậy? Mờ câm gì? Nước vô. Biết dính gì không mấy bạn? Dính sự đẹp trai nè. Đồ. Sao? Chém. Cướp biển. Trời. Trời. Quay tôi nè. Tôi là người vậy nè. Mà sẽ thấy kiểu giữa bà nội. Vô bờ anh em ơi. Mệt quá. Vô bờ thôi mọi người ơi. Rồi ngon, mạnh lên. Lựa chọn không đúng đắn cho lắm thôi. Đúng rồi. Mệt quá. Nắng mà mệt đau tay nữa. Nắng mệt rồi. Đau không? Đôi. Điện ra. Chôm nè, chôm. Sốt rồi, đi còn tục hết sốt rồi. Sốt luôn hả? Ghê vậy.